Xu thế hội nhập và phát triển diễn ra sâu rộng, tác động trực tiếp đến việc tiếp nhận và trau dồi ngoại ngữ của giới trẻ. Ngoài tiếng Anh, vài năm trở lại đây, tiếng Trung Quốc đã trở thành một trong những loại ngôn ngữ được nhiều bạn trẻ Thanh Hóa lựa chọn theo học. Bước sang năm cuối cùng của bậc trung học phổ thông, em Lê Kiều Trang, học sinh trường Trung học phổ thông Quảng Sương 1, đã lựa chọn học thêm chứng chỉ tiếng Trung quốc tế với kỳ vọng đây sẽ là bước đệm để em có thể tiến gần hơn đến ước mơ trúng tuyển đại học. Như em được biết thì theo quy định của Bộ Giáo dục, nếu học sinh đạt chứng chỉ tiếng Trung quốc tế thì sẽ được miễn thi ngoại ngữ và được quy điểm ra điểm 10 ạ. Và em học để lấy chứng chỉ để xét thẳng vào các trường đại học trong cả nước ạ. Còn đối với em Lê Thị Linh ở huyện Như Thanh, học tiếng Trung không chỉ đơn giản là việc muốn học thêm một ngôn ngữ mới, mà còn là cơ hội để tìm kiếm việc làm khi Trung Quốc đang có nhiều dự án đầu tư lớn tại Việt Nam. Tiếng Trung hiện tại là một ngôn ngữ khá là phổ biến. Cái việc biết thêm tiếng Trung thì có nhiều cơ hội mở rộng để tìm thêm công việc và có thể làm tăng thu nhập. Ngoài mở các lớp dạy tiếng Trung cho người có nhu cầu xuất khẩu lao động, học sinh luyện thi chứng chỉ quốc tế, thời gian gần đây, Trung tâm Đào tạo Ngoại ngữ này còn mở thêm lớp dạy tiếng Trung cơ bản dành cho trẻ từ 5 đến 10 tuổi. Mới đưa vào hoạt động, nhưng lớp học đã thu hút được nhiều học sinh nhí tham gia. Hiện nay thì trung tâm chúng tôi đang đào tạo tiếng Trung theo 3 mức độ khác nhau, từ tiếng Trung cơ bản cho đến học để lấy chứng chỉ quốc tế. Chúng tôi đang đào tạo tiếng Trung theo 3 mức độ khác nhau, từ tiếng Trung cơ bản. Tính đến tháng 7 năm 2024, Thanh Hóa có 14 trung tâm dạy tiếng Trung Quốc được cấp phép hoạt động. Nếu chỉ đặt mục tiêu giao tiếp cơ bản, người học chỉ cần dành ra từ 6 đến 8 tháng. Còn nếu muốn thành thạo và chinh phục chứng chỉ tiếng Trung quốc tế, thì thời gian sẽ lâu hơn. Chúng tôi thì là có xây dựng chương trình rất là đa dạng để làm sao đó phù hợp với từng đối tượng. Hiện tại trung tâm của chúng tôi thì chúng tôi đang có 3 chương trình đào tạo. Chương trình thứ nhất là tiếng Trung giao tiếp dành cho người đi làm. Chương trình thứ hai là tiếng Trung luyện thi HSK. Và chương trình thứ ba là chương trình tiếng Trung dành cho trẻ em. Dự kiến năm học 2025-2026, trường Trung học phổ thông chuyên Lam Sơn sẽ tuyển thêm một lớp chuyên tiếng Trung Quốc. Bài thi môn chuyên được thực hiện bằng tiếng Anh. Đây là cơ bản lớn để các bạn trẻ yêu tiếng Trung có môi trường học tập tốt ngay từ bậc trung học phổ thông.